và hai chưa các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Stormy Gaming đây. Và hôm nay thì theo yêu cầu của tất cả các bạn, mình sẽ làm cái phần 4 của Xin Đại Ca Giang Hồ Khét Tiếng ha các bạn ha. Đó thì sau nhiều lần mình đã trễ hẹn với các bạn thì hôm nay mình sẽ làm và cái phần Đại Ca Giang Hồ Đại Chiến các bạn. Thì cái phần đó, sau khi mình làm xong cái phần Xin này and cái phần Xin này các bạn, Xin Giang Hồ này, thì mình sẽ bắt đầu qua làm cái phần mà Giang Hồ Đại Chiến các bạn ha. Cái phần đó rất là hấp dẫn, có rất là nhiều đại ca luôn, các bạn hãy nhớ đón xem cái phần đó nha. Và ok, thì đây là phần 4, mình sẽ tiếp theo cái phần 3 của Xin Đại Ca Giang Hồ. Thì đây là một cái thằng đàn em của Trần Hạo Nam ha các bạn ha. Đó thì sau khi các bạn mà coi lại phần 3 các bạn, thì cái thằng Trần Hạo Nam nó mang đi hồn của thằng Xin đó, thì nó làm theo lời của Trần Hạo Nam đó, và nó đã đưa cái thằng Xin lên làm đàn em thân cận nhất của nó các bạn, giống như là gọi là trừ nó thôi, dưới thằng Trần Hạo Nam thôi, còn như là trên hết. Thì có một bộ phận là mấy thằng đàn em của Trần Hạo Nam nó không có chấp nhận điều này ha các bạn ha. Đó, và nó bỏ ra, nó không chấp nhận để cho cái thằng mà Xin mà mang linh hồn của Trần Hậu Nam các bạn nó nắm giữ mấy thằng này đó, cho nên là bây giờ nó giống như là bạo động các bạn, nó không có phục ha, nó không có phục cái thằng Xin. Tự nhiên ở đâu ở ngoài đưa vô một cái thằng nhóc như vậy mà gọi là làm đàn anh tụi mình, thì tất nhiên là đâu có ai phục luôn các bạn, cho nên nó bỏ ra ngoài đây, nó âm mưu muốn hả trở về để hả giết cái thằng Xin nó và lật đổ luôn cái thằng Trần Hậu Nam các bạn ha. Ok, và bây giờ thì cái thằng này nó vô tình thôi các bạn, nó vô tình nó biết được cái kế hoạch của tụi này, cho nên là hôm nay nó theo tụi này và nó nghe lén xem là tụi này đang nói cái gì hết các bạn ha. Đây các bạn, tụi nó đang đứng ở bệnh rất là đông, bây giờ thì mình sẽ nghe tụi nó nói cái gì rồi mình về báo lại cho đại ca Trần Hậu Nam nha. Thôi các bạn, đây là một cái bộ phận gọi là đàn em của Trần Hậu Nam, nó đã không có phục cái thằng Trần Hậu Nam và thằng Xin đó, cho nên nó bỏ ra ngoài đây để nó bàn mưu tính kế quay về lật đổ Trần Hậu Nam hả các bạn ha. Ê tụi bay, bây giờ tụi bay tính sao? Chứ tao không có phục Trần Hậu Nam rồi đó. Nó nghĩ sao? Anh em tụi mình theo nó biết bao nhiêu năm trời rồi, nó không đưa tụi mình lên, nó lại đưa một cái thằng nhóc dẫn ở đâu mới về tao không biết nữa. Đó, nó đưa cái thằng nhóc nó lên, kêu cái thằng nhóc nó quản lý hết tất cả tụi mình. Ai chứ, gặp tao hả? Không có chuyện đó đâu nha, tao thà chết không bao giờ đi theo cái thằng nhóc đó. Đúng rồi đó, tao thấy mày nói có lý đó. Không có đời nào mà giang hồ theo một cái thằng nhóc như vậy, trong khi cái mặt nó búng ra sữa luôn, mà anh Trần Hậu Nam lại đưa nó lên để quản lý tụi mình. Tao thấy chuyện này là mình chơi cái thằng nhóc nó được rồi đó. Sẵn mình qua, mình lật đổ Trần Hậu Nam luôn. Ok không anh em? Ok. Chuyện gì chứ chuyện này, tao đồng ý hai tay hai chân luôn nha tụi bay. Qua dứt đó, lật đổ luôn Trần Hậu Nam. Chứ mày nghĩ sao, anh em mình bán mạng gì nó, cái mạng sống mình không tiếc, mà nó không đưa tụi mình lên, cứ đưa thằng nhóc nó lên. Nói gì nói, tụi bay chơi tao chơi thôi. Được. Ok, nếu mà nói vậy được rồi, bây giờ anh em mình chuẩn bị lên kế hoạch qua nhà của thằng Trần Hậu Nam chửi thằng nhóc đó, sẵn chơi luôn Trần Hậu Nam cho tao nghe tụi bay. Ok ok bạn, kế hoạch là vậy đi, chuẩn bị đồ nghề sách qua chơi tụi nó. À tụi này ngon, tụi mày được, tụi mày dám tạo phản hả? Được rồi, để bây giờ tao chạy về nhà tao báo cho anh Trần Hậu Nam biết là hôm nay tụi mày tạo phản như thế nào, để xem tụi mày tạo phản như vậy tụi mày sống được có thọ không. Ok, bây giờ thì cái thằng đàn em của Trần Hậu Nam này, thì cái thằng này gọi là đàn em thân tín luôn các bạn, nó sẽ chạy về để nó báo cho Trần Hậu Nam biết thôi các bạn ha, về kế hoạch của tụi này. Đây mà để mình lấy chớn mình chạy lên đi các bạn, đây cái chốc nó hơi cao. Cái what the fuck, bao được cái dốc kia đã bao được bên đây. Không sao các bạn, bên đây nó có cái ngã rẽ đi ra. Rồi tụi bay đợi đấy nha con, tao chạy nhà tao báo cho anh Trần Hậu Nam nè. Qua xử tụi bay, tụi bay dám âm mưu lật đổ hả Trần Hậu Nam hả? Thì bây giờ đường phố đang bị gọi là dịch corona đó các bạn, cho nên là mọi người hạn chế ra đường ha, chỉ có anh giang hồ này không sẽ chết, cho nên là anh mới ra ngoài đường tụ tập thôi, chứ còn thì khoảng thời gian này thì các bạn nên ở nhà tốt nhất đó, các bạn nên ở nhà xem video của Stormy Gaming là tốt nhất cho các bạn.
Lần này là có chuyện lớn rồi, có chuyện to rồi. Lần này đảm bảo với các bạn là chơi lớn luôn á. Đàn em thân tín của anh Trần Hồng Nam mà hả, hôm nay quay ra tạo phản. Chuyện này là chắc chắn là không ai ngờ tới luôn rồi. Bình thường á, đàn em có Trần Hồng Nam thằng nào nó cũng trung thành đó các bạn. Bất cứ thằng nào cũng vậy đó. Ôi, chui hết hàng kia né rồi các bạn. Vãi trưởng thì chứ. Sao mình đụng nó hay sao, vừa chạy tới nơi nó nhảy ra chỗ khác rồi. Để vô, anh Trần Hậu Nam ơi. Anh Trần Hậu Nam. Nói chuyện không xong rồi, anh Trần Hậu Nam ơi. Anh Trần Hậu Nam đâu rồi? Tụi bay. Mày làm gì mà hoảng hốt vậy hả anh kia? Anh Trần Hậu Nam đi với thằng Xin, đi ra ngoài rồi, lát nữa mới về nha mày. Trời ơi, chuyện đang cấp bách như vậy mà còn đi đâu nữa hay vậy? Trời ơi, chuyện đang cấp bách như vậy mà còn đi đâu nữa vậy? Mày móc điện thoại mà gọi cho anh Trần Hậu Nam mới được. Thì đúng cái lúc này á các bạn, thì anh Trần Hậu Nam mang linh hồn của thằng Xin ha các bạn ha. Và thằng Xin thì mang linh hồn của anh Trần Hậu Nam, các bạn cứ nhớ vậy cho mình được rồi. Thì lúc này hai anh em vừa mới đi chơi về các bạn ha, đi gọi là đi qua mấy địa bàn gọi là thu tiền rồi các kiểu á. Đó, mang danh là của anh Trần Hậu Nam thôi. Đó, thực ra thì Trần Hậu Nam là mang linh hồn của thằng Xin. Đó. Bây giờ thì đang trở về các bạn. Ở đây trở về nhà. Sau một hồi đi gọi là thanh toán cho tiền cho anh ta. Rồi. Ok, đi vô thôi đại ca Trần Hậu Nam. Đó. Để em chạy xuống trước cho. Ủa sao nhưng mà có chuyện gì mà anh em đứng gì mà căng như vậy? Anh Trần Hậu Nam ơi, anh Trần Hậu Nam. Không xong rồi anh Trần Hậu Nam ơi. Cái đám đàn em thân tín của anh bây giờ tạo phản rồi. Bây giờ nó không muốn đi theo anh nữa. Bây giờ nó muốn qua, nó chơi luôn đó anh Trần Hậu Nam. Cái gì? Cái tụi này dám chơi Trần Hậu Nam hả? Tao đối xử tụi nó cũng đâu có tệ đâu. Nhớ lúc trước tụi nó bị đuổi chém, chính tao là người đứng ra để cưu mang tụi nó. Mà bây giờ nó quay qua nó phản bội tao hả? Ê cái thằng nhóc kia, mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Tuy là mày được anh Trần Hậu Nam ủy thác cho mày rồi, nhưng mà chuyện này là chuyện của Trần Hậu Nam, chứ là tụi tao. Mày mới vô không có biết gì đừng nói chuyện. Nhưng mà sao tụi nó lại làm vậy? Tại vì tụi nó không phục được cái thằng nhóc này vô làm đại ca tụi em, cho nên bây giờ nó tạo phản. Tụi nó muốn chơi anh, chơi đuổi thằng nhóc kia. Bây giờ anh tính sao đây hả Trần Hậu Nam? Bây giờ anh tính sao đây hả Trần Hậu Nam? Em đâu có biết gì đâu. Được, nếu như tụi nó muốn chơi thì Trần Hậu Nam tao chịu tụi nó. Bây giờ tụi nó đang ở đâu? Bây giờ mình kéo anh em qua để giải quyết tụi nó, tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ tụi nó đang ở bãi xe gần khu vui chơi ngoài ở biển. Giờ tính sao đây ca? Chẳng lẽ mình kéo qua mình chơi luôn hả? Xin, bây giờ mày cứ nói vậy cho tao, kéo qua giải quyết tụi nó. Chứ để mà chậm trễ là mày tụi nó chém đó. Tôi bây giờ anh em kéo qua chơi tụi nó đi, chứ nếu không tụi nó chém chết tụi mình sao? Anh là đại ca mà nói chuyện gì kỳ vậy? Tại sao anh lại nghe theo lời cái thằng nhóc này chứ hả? Anh quả là không phải là người đại ca mà tụi em từng biết. Nhưng mà nghĩ về tình nghĩa giữa anh em tụi mình, cho nên là được, tụi em sẽ đi theo anh. Nhưng tụi em chỉ giúp anh thôi, chứ tụi em không muốn giúp thằng nhóc này đâu nha. Nếu như mà có chuyện thì tụi em sẵn sàng liều chết vì anh. Còn cái thằng nhóc này, kệ nó. Má cái tụi này, tao nó là Trần Hậu Nam rồi mà tụi nó không tin. Được, chuyện này sẽ để tao tự giải quyết. Nè Xin, mày kéo tụi nó qua đó. Nè Xin, mày không cần phải đi đâu, mày với đám đàn em của mày. Nè Xin, mày không cần phải đi theo tao đâu. Bây giờ mày cứ ở đây, để một mình tao đi qua đó, tao chơi tụi nó được rồi. Được không đó anh Trần Hậu Nam? Nhớ là phải giữ cái xác nguyên vẹn để cho em ấy nha. Chứ lỡ mà có gì, cái xác của em tanh bành ra là khổ em lắm á. Tao nói tao chơi được là tao chơi được, mày cứ ở đây cho tao. Dạ thì anh nói sao thì em nghe vậy. Được, chuyện này cứ để cho tao tự giải quyết.
Không cần phải thằng nào giải quyết hết. Ở nhưng mà chừng hôm nay anh cho em mượn xe nha. Để chạy bởi giải quyết tụi nó xem chuyện này như thế nào. Phải chơi lớn tụi này một lần thì nó mới tin được. Nhưng mà cũng không trách được tụi này. Tại vì mình muốn an toàn cho cái băng đảng của mình, cho nên là mình mới kêu mình đến nắm quyền thôi. Chứ nếu như mà để cái thằng nhóc xin chia nắm quyền, bảo đảm là thêm vài ngày thôi, chẳng còn anh em nào chịu đi theo mình nữa đâu. Thật là rắc rối. Chuyện này thật là rắc rối. Nhưng mà sẽ được giải quyết nhanh gọn lẹ vào ngày hôm nay thôi. Cái gì vậy ba? The fuck? Bả gì cao dữ vậy? Trời ơi, đụng bể cục đèn luôn. Đều như kia cục đèn với xe không sao mà bể cục đèn mới ghê chứ. What the hell yo? Đó là cái đây mà bạn nào không biết đường ra nó giống như cái mê cung luôn vậy các bạn. Ở các bạn thấy xin chạy Exeter 2010 nhìn nó ngầu không? Nó mỗi lần mà đụng gì nó bay như chim. Không cần bất cứ thằng nào đi theo tao hết. À đây, đây, đây. Wow, wow. Trời ơi. Thì quả là vãi con xe Exeter 2010 thiệt chứ. Đâu? Hồi nãy tụi bay thằng nào đòi chơi tao? Bây giờ tao có mặt ở đây rồi nè. À, hôm nay mày tự nộp xác tới rồi đó hả? Mấy hôm nay tự cay mày lắm rồi đó. Muốn chơi mày, nhưng mà tại vì dưới anh Trần hôm nay, cho nên tự tao chơi mày không có được. Để ngày hôm nay tao sẽ cho mày chết tại đây, để cho anh Trần hôm nay mở to con mắt ra mày coi mày có bản lĩnh gì mà đòi nắm tụi tao. Tao nói tụi mày không tin. Được, muốn chơi tao, tụi bay nhào vô. Mày tưởng tao sợ tụi mày hả? Mày tưởng tao sợ mày hả, cái thằng nhóc kia? Được. Tụi bay ngon, tụi bay cứ vô đây. Tao sẽ cho tụi bay coi tại sao tao lên nắm tụi bay được. Nhỏ nhưng mà có giỏi nha con. Vô, thằng nào chơi tao, vô đây. Mà tụi đồng quá nhưng... với cơ thể này lùn quá sao mà chơi. Đành phải đánh lén thôi. Đánh được cái nào đánh. Nhưng mà lùn có cái lợi của lùn các bạn. Mình lùn với nó chém mình cũng khó lắm. Mày hả mày? Mày, mày không phục hả mày? Không phục nè. Vô đây. Không phục nè. Mình lùn quá cho nên là tụi nó chém mình hơi khó à. Tụi mày ngu hả mày? Mày ngu, mấy thằng đàn em ngu. Sao mà tụi kém quá vậy? Ây da, trời ơi. Nó chém được cái đá. Mất dạy. Trời. Thằng kia sao tự nhiên đứng dậy được vậy? Chém chết cha mày luôn. Đây. Mày đã chém như mày què giò hả con? Mày què giò nè con. Đây. Tính như là tụi này chơi cũng anh hùng đó các bạn. Từng thằng vô chứ không phải nó ùa vô chơi mình. Chắc nó tưởng mình hiền lắm. Mày. Tụi nó cũng sắp chết hết rồi. Nãy giờ chưa chém được cái nào, toàn là đá mình không à. Ôi, hên quá nó chém hụt. Mày. 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 Trời ơi, cái gì chém ai vậy ba?
Lùng quá. Ây da trời. Chém hụt cái nó quất ngay lên đầu. Phải con cờ hó này. Thật là một cuộc chém nhau rất là hài hước các bạn. Hài nhưng mà có người chết thiệt nha các bạn. Mày đứng dậy hả? Mày đứng dậy hả? Tao chém cho mày rớt cây dao. Rớt cây dao ngoài luôn. Tao chém cho mày rớt cây dao ngoài luôn. Đó. Còn mấy thằng. Còn lại được mấy thằng chơi tao. Anh mày chơi hết. À, kinh nghiệm trận mạc của anh Trần Hậu Nam mà bay dám coi thường hả? Dám coi thường hả? Dám coi thường hả? Dám coi thường. Bữa hết. Bữa hết. Bữa tụi bay hết nè. Bữa tụi bay hết nè. Rồi sao? Còn nào sống chơi tao nữa? Thì đúng cái lúc này á các bạn, thì cái thằng đại ca Trần Hậu Nam mang linh hồn của thằng Xin á, thì nó sợ cái thân xác của nó bị khi mà đại ca Trần Hậu Nam nó liều vậy các bạn, thì nó sợ cái thân xác của nó các bạn gặp vấn đề ha, lỡ đứt tay đứt chân hay là đứt đầu gì đó thì nó sẽ không có còn cơ hội mà trở lại được cái thân xác của nó nữa, cho nên là nó mạo gan nó dẫn đàn em nó qua để coi như thế nào. Thì đánh đàn em này nó chỉ nghe lời thằng thằng này thôi. Đó, nó chỉ nghe lời cái thân xác của anh Trần Hậu Nam thôi, còn cái hồn của này nó không quan tâm ha. Đó, nó là cả gan. Đó, điều động đàn em của anh Trần Hậu Nam đi qua xem như thế nào để coi là thằng kia, thằng thân xác của mình nó có bị gì không. Nhưng mà may quá không bị gì hết. Xuống xe anh em. Ôi ôi. Anh Trần Hậu Nam quá là lợi hại. Một mình chơi hết quyền đám mày luôn hả? Cái gì? Một mình cái thằng nhóc này chơi hết quyền đám mày luôn hả? Có thiệt không vậy? Chứ tụi bay đuôi hay tụi bay không thấy? Không phải nó chơi thì nào chơi? Bây giờ tụi bay có tin nó là có thực lực chưa? Bây giờ còn thằng nào còn muốn chống lại tao, bước ra đây. Tao chơi một thể để làm một trong hết chúng của tụi nó. Ờ, dạ tụi em phục của đại ca. Đúng là cái hoang đội thân xác thì rất rối. Chính nó đã gây ra tất cả những cái chuyện này. Sao nhiều người chết như vậy, mình sợ quá. Thôi, sau cái chuyện này, trật tự giang hồ sẽ được thiết lập lại như cũ. Ok, và cái phần 4 của Xin Đại Ca Giang Hồ khét tiếng ở đây kết thúc mà. Và hy vọng các bạn sẽ thích video này của mình. Và nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách like, subscribe cũng như là để lại những ý kiến của các bạn ở bên dưới cái phần comment này. Và các bạn hãy nhớ bấm nút share hoặc là cái chuông để nhận được những video mới nhất từ trên channel của mình nha. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của Stormy Gaming. Và các bạn hãy nhớ là sau khi kết thúc cái series này, mình sẽ làm series Giang Hồ Đại Chiến, sẽ rất là hấp dẫn luôn. Ok, và chào tạm biệt các bạn.